Mình mua là 20.000. Mình dùng cái này trong mọi lần mình trang điểm. Cái phần kim tuyến đây này. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Jun này. Nếu như các bạn là những người lần đầu tiên xem video của Jun mà cảm thấy nội dung video của Jun hay và phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của các bạn, thì các bạn đừng quên ủng hộ cho Jun một like và một subscribe để nhận thông báo cho những video tiếp theo nhé. Còn nếu như các bạn đã theo dõi Jun lâu rồi thì ok, vào nội dung chính của ngày hôm nay thôi. Các bạn cũng đã nhìn thấy ở bên dưới rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm make up mà Jun mua được giá rẻ ở trên Shopee. Bản thân Jun là một người là rất ít khi make up, mà đồ make up của Jun thì cũng khá là đầy đủ đấy. Cũng đủ để phục vụ cho Jun vào những cái nhu cầu như là đi chơi, chụp ảnh. Những cái món đồ hôm nay Jun chia sẻ thì sẽ phù hợp với học sinh, sinh viên cũng như là các bạn mới tập tành make up, muốn có những cái sản phẩm phù hợp giá rẻ để chúng ta mua nguyên cả một bộ. Mua nguyên cả một bộ để tập đánh make up, bao giờ tay nghề lên thì chúng ta sẽ mua những cái sản phẩm chất lượng hơn và phù hợp với làn da của chúng ta hơn. Đối với Jun thì những cái sản phẩm make up không cần quá là cao cấp, bởi vì nó là cái lớp ngoài cùng của da rồi, tiếp xúc trực tiếp với da mặt của chúng ta là kem chống nắng và kem dưỡng ẩm, kem nót. Thế nên những cái đó thì chúng ta mới cần chú ý đến thương hiệu cũng như là phù hợp với làn da của chúng ta hay không. Còn đối với cái sản phẩm make up thì mình chỉ cần biết là mình chỉ cần quan tâm là nó ít, nó kiểu ví dụ da mình là da dầu thì mình sẽ cần những cái sản phẩm kiềm dầu này, hoặc là da mình da khô thì cần những cái sản phẩm như thế nào để cho cái lớp make up của chúng ta được trông đẹp hơn ấy. Còn để có một làn da đẹp thì chúng ta đương nhiên phải quan tâm đến skin care và tẩy trang thật kỹ sau khi make up các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì là các cái em mỹ phẩm mình nhắc đến hầu hết là có các hãng nội địa chung, thì các bạn cũng biết là các cái dòng mỹ phẩm nội địa chung thì nổi tiếng bởi vì giá nó rẻ mà cái chất lượng của nó cũng không có tệ đâu. Nên các bạn cũng có thể tham khảo tất cả những cái sản phẩm mình review hôm nay thì sẽ được gắn link ở bên dưới phần mô tả. Nếu như các bạn muốn tìm kiếm thì các bạn có thể tìm ở dưới đó nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với một em kem nền của nhà Lamena. Em kem nền này có dung tích hẳn 50g cơ. Mình định đọc 50ml. Cái này của nó là 50g, khối lượng tịnh của nó là 50g. Thì kem nền này mà với cái giá là trên dưới 20.000 thì bạn mới mua, hình như mình mua là 20.000 một em kem nền này. Và mình dùng nó cũng phải khoảng nửa năm nay rồi mà vẫn chưa hết được một nửa. Bởi vì cái chất của em này cũng khá là đặc ấy, mà để muốn tán đều cái em nó lên mặt thì chúng ta sẽ phải bôi thêm thật là dưỡng ẩm thật là tốt này. Hoặc là chúng ta có thể là trộn kem dưỡng ẩm vào một chút kem nền và chúng ta tán đều lên trên mặt. Thế như thế thì cái em kem nền này sẽ tệt vào da và che khuyết điểm khá là tốt. Mình chọn đây là màu tự nhiên, nó không có mã số màu, và nó chỉ ở trên cái phân loại của nó sẽ là màu trắng sáng này, màu tự nhiên và một cái màu gì nữa chị mình quên rồi. Đó, thì mình chọn màu là màu tự nhiên thì nó hơi tối hơn cái tông da của mình một chút, nhưng mà đổi lại nó che phủ khá là tốt. Nếu mà các bạn muốn nâng tông da thì các bạn có thể phấn phủ này, hoặc là đánh thêm phấn nền nó trắng sáng hơn. Hoặc thế như thế thì chúng ta sẽ cải thiện được cái lớp make up của chúng ta. Đối với cái chất của em kem nền này thì mình đánh giá nó che khuyết điểm cũng khá là tốt này, và nó cũng rất là nhanh, dễ tán, nhanh tép vào da. Các bạn chỉ cần dùng mút trang điểm tán nhẹ rồi thôi, nó sẽ tệt vào da của chúng ta rồi. Đấy, và các bạn nhìn này. Nhưng mà cái khả năng kiềm dầu của em này mình không đánh giá cao, bởi vì da mình là da khô nên là mình thấy ok. Còn đối với các bạn da dầu mình nghĩ là dùng sẽ hơi bị bí da một tí. Tiếp đến là một em che khuyết điểm. Che khuyết điểm của này là mình cũng không biết là của cái hãng gì. Perfectionki. Ồ, mình không biết đọc. Cái này mình không biết đọc luôn. Máy mình nó bị out nét ý các bạn. Đó. Thì mình sẽ để cái hình ảnh ở trên này để cho các bạn dễ nhìn hơn. Và cái em che khuyết điểm này thì mình thấy là mình không đánh giá cao lắm. Mình khen trên rõ ràng nhá. Em che khuyết điểm này mình đánh giá không cao lắm. Mặc dù mùi của nó rất là thơm, nhưng mà nó là mùi hương liệu thôi. Mùi hương liệu thơm. Và cái mức độ che khuyết điểm của em này ở tầm trung, nó cũng không khác gì cái em kem nền này lắm. Hoặc là do mình không biết tán thôi. Mình mua cái này cũng rất là lâu rồi, và là cái đợt săn sale thì đâu đó rơi vào tầm khoảng 10 mấy ngàn thôi. Xong kem nền, kem che khuyết điểm rồi thì chúng ta hãy đến với phấn phủ. À, đây là một cái dạng phấn nén nhá.
Cái này thì mình nghĩ là nhiều bạn biết này. Mình dùng em này, cái kết cấu của nó khá là mịn, mùi của nó cũng thơm. Và mình đa phần là mình dùng cái này trong mọi lần mình trang điểm. Đây là mình trang điểm mình cũng dùng. Mịn này, kiềm dấu tốt và thơm. Recommend cho các bạn em này nha. Giá của nó thì mình quên rồi, thì mình sẽ để link ở bên dưới thì các bạn sẽ dễ dàng tham khảo giá hơn. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phấn mắt đi. Mình thì còn một cái bảng phấn mắt nó toàn kiểu dài dài tầm này này, mà nó con đấy. Nhưng mà mình không đánh giá cao cái chất lượng của em nó nên mình sẽ không review trên này. Em đấy mình cũng quên mất tên rồi mà nó bị mờ tất cái dòng chữ bên ngoài rồi ấy. Thế là mình cũng không nhớ được cái hãng của nó. Nhưng mà cái độ bám màu của nó trên mắt thì không được tốt nên là mình không recommend. Còn mình dùng cũng khá là loại phấn mắt của nội địa Trung rồi thì mình thấy cái bảng màu này là mình ưng nhất này. Em nó là của nhà Dicalu. Dicalu. Dicalu không phải Focalua đâu nhá. Dicalu thì cái tông màu này, bốn cái màu này là mình sẽ chỉ dùng cái màu cam này và màu nhũ kim tuyến này. Thi thoảng mình dùng lên trên đây. Cái này. Và cái độ bám màu của em nó cũng là tốt. Độ bám màu tốt và cái mình ưng cái phần kim tuyến đây này. Hạt nó cũng không phải là quá là to và đủ để lưu lại ở trên mắt, kiểu nó lấp lánh mà. Thì cái thiết kế của em nó hộp rất là chắc tay. Lúc ban đầu là mình ưng cái hộp mà có 9 ô cơ. Nhưng mà cái hàng ấy mình đặt thì nó lại không ra, họ lại không ra cho mình. Và họ gửi nhầm bảng này. Nhưng mà ok, mình cũng có thể chấp nhận được. Trong cái tầm giá là khoảng mười mấy nghìn một cái hộp 4 ô như thế này. Và mình dùng 2 ô. Còn 2 ô thì rất là ít khi dùng. Và mình cũng dùng rất là lâu nữa. Nên là mình cũng nghĩ là mười mấy nghìn một bảng mắt 4 ô như thế cũng ok. Xong phần phấn mắt thì chúng ta đến với phần mascara. Mascara này thì không phải của điện nội địa Trung hay sao ấy. Mình đặt cũng lâu rồi. Năm này mình đánh giá cao về cái độ tơi mi cũng như là dài mi. Nhưng mà mình không đánh giá cao về cái độ chống thấm nước của nó. Và nó rất là dễ bị lem nếu như mà cũng không phải nào gặp nước nó lem đâu. Nhưng mà mình chỉ cần, ví dụ mình đi dưới trời mưa ấy, mà cái thời tiết nó ẩm ẩm, nó hơi mình tiếp xúc với nước hơi lâu một tí thôi là nó sẽ lem ra và mắt mình sẽ đen xì luôn. Mình chuốt cái mascara này nó tơi đến cái độ mà bạn mình nhìn vào còn tưởng là mắt, kiểu mi mắt của mình tự nhiên ấy, chứ không phải là mình chuốt mascara, bởi vì nó không hề có một tí vón cục nào. Ngoài ra thì mình có mua hai em kẹp mắt, một em là của nhà Lamina, còn một em của nhà nào thì nó mờ rồi mình không nhớ nữa. Lamina thì cái em Lamina này nó không cũng cũng giống như cái mascara kia, nó chống nước không được tốt. Thế nên là mình ưu tiên dùng cái em này hơn. Thì mình sẽ để link bên dưới cho các bạn dễ tìm. Đối với trang điểm mắt thì mình có cạo lông mày và bấm mi. Bấm mi thì cái thiết kế của nội địa Trung mình không biết là họ nhiều ý tưởng thế nào, họ thiết kế ra được những cái đồ xinh xắn dễ thương như thế này nữa. Còn mình thì không bao giờ mình kẻ lông mày, bởi vì lông mày của mình khá là đậm rồi. Và đối với cái lớp make up mà tự nhiên ấy, mình hay chuộng cái kiểu make up tự nhiên. Đối với lớp make up tự nhiên thì mình không cần dùng đến bút kẻ mày. Đó, lông mày của mình đây tự nhiên, không cần kẻ, nó đã rất là đậm rồi. Và mình chỉ cạo cạo để nó có khuôn thôi. Và cái dao cạo này mình mua, mình săn sale đúng 1.000 ở trên Shopee. Cái kẹp mi này thì em mua 9.000 hình như thế. Tiếp theo là đến highlight. Kim cũng có thể, cái này cũng có thể là cho là highlight, cũng có thể là nhũ mắt được. Các bạn có thể dùng cái này để làm nhũ mắt được, bởi vì nó cũng lấp lánh các hạt kim tuyến rất là nhỏ và nó bắt sáng, kiểu mình luôn bắt sáng. Và khi mà mình bôi ấy, mình dùng cái này này của He Fang nha. He Fang nha, cái này mình cũng săn sale rồi. Thì khi mà mình dùng cái này mình ưu tiên dùng ra tay trước, xong chấm chấm vào tay rồi highlight lên những cái vùng mà mình cần bắt sáng. Còn nếu như các bạn làm nhũ mắt ấy, thì có thể trực chấm trực tiếp ở trên cái vùng mắt mà mình cần làm sáng ấy. Cái đầu của nó rất là to. Thế nên là các bạn hãy ưu tiên dùng các cái cọ mạnh hơn nhá. Môi thì tôi tốt nhất là các bạn nên dùng các cái dòng son của BBA hay là Mersin hay là những cái hãng khác mà nó kiểu tầm phân khúc giá chung ấy, tầm giá chung tầm trung ấy.
thì cũng ok, các bạn dùng son mình cũng cần dùng nhiều mà, và tiếp xúc trực tiếp với môi thì dễ, những cái dòng son mà chứa chì mà nội địa chung thì mình cũng không tin tưởng lắm, và tiếp xúc trực tiếp với môi thì đương nhiên là mình ăn uống thì nó cũng đi vào bụng mình thôi, thế nên là thôi son thì mình hãy chọn những cái nào mà có thương hiệu. Ok, trên đây này mình đã review một số món đồ make up giá rẻ của mình đã mua được ở trên Shopee cho các bạn tham khảo. Nếu như mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm nào hay có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp đến các cái đường link của các kênh mạng xã hội của mình ở bên dưới. Thì mình sau khi mình nhận được tin nhắn hoặc là comment thì mình sẽ trả lời lại cho các bạn. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì cứ tự tin thoải mái để inbox với mình thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn ủng hộ mình thì hãy like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Còn thời lượng của video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!